Ok, xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình lâu lắm rồi mình mới quay lại cái tựa game Onta Tower Defense này nhé anh em. Thì hôm nay leader á một mực kêu là dắt vô cho chơi Infinity. À, bả mới level 4 mà kêu giờ level 4 đi được gì khó nhất thì cho đi đi dữ. Thì giờ level 4 chỉ có đi chung Infinity ké chơi cho vui thôi anh em mà chủ yếu là cho bả đi ké cho vui thôi chứ giờ cũng đâu có cái không lẽ giờ dắt vô đi uh, story của cái map uh, hành tinh nam ác được nó cũng vậy à mà giờ đòi núp và đòi chơi uh, chơi ké người ta đi infinity đi quay sáu chục bảy chục để làm cái gì mà thôi muốn thì dắt vô cho chơi anh em à cái game này hiện tại thì mình cũng bỏ cũng hai update rồi mình giờ mình cũng ao meta lắm anh em à cái con mỹ hạnh có ngọc mà giờ mình còn chưa có nữa đây cái dàn tướng hiện tại tốt nhất của mình bây giờ nó dày hơn anh em à cái con này của mình còn chưa level 80 nữa nè để mình cho nó ăn một cái con kinh nghiệm <laughs> mới vừa đập lên đó level 44 phẩm ra thì ba bốn ngày không có làm clip nữa định tí chiều quay uh, livestream nhưng mà thôi uh, vô chơi cái game này tí mọi người ạ à. giờ em vô em uh, em thấy con cô, cô, cô của anh khác cô cô của em không cô người ta bốc lửa nè em thấy không nhìn cô cô, cô em chán không mà em đòi chơi chung hả <laughs> Giờ muốn đi map nào lựa đi Muốn đi map nào Cho lựa Nè hết vòng vòng rồi nè Map nào đi map nào cũng được hết á Lựa đi Coi đi vòng vòng Coi map nào đẹp Nè đi vòng vòng ta coi Coi map nào được ta đi Muốn đi map nào đâu đi map mới luôn nha Thấy cái đùi gà chắc mê đùi gà hay gì nè Rồi em bấm chữ... Uh... Uh, bấm chữ gì á quên quên mất tiêu và lay game hay gì á bấm cho nó hết điểm dây á ok game này hình như là một hai ngày nữa nó cũng update rồi anh em ạ à. giờ đi đơ vô rồi chơi chơi uh, on ta gì lộn chơi uh, bích hôm rài ngán rồi hay gì á rồi giờ giờ anh vô anh đã cho em thủ đầu nha anh không đặt nha Em vô em thủ đầu đi này chắc là vô channel bò mọi người chứ ít tìm gì nổi không biết là chiếc đội hình này thì mình không biết mình đi được khoảng 65 không Tại mình chưa đi solo hổng dài lâu lắm mà mình không có đi solo anh em à Mình thì mình dùng con con gì ta mình dùng cái con uh, Goku để mình đép quay bay nha Mình thì không có Ngọc của con uh, mấy gì không Rồi em lấy cái con của em đép đầu đi lấy con Google em em ra em đếp đầu đi đó con trai em đó đặt uh, đặt đâu ta đi, đi, đặt đặt đặt, chỗ nào muốn đặt chỗ nào cũng được hết đặt Goku ra thủ đi Goku sẽ lắm á <laughs> đi đặt tiền nghe nè dạo rày dạo hổm rày game nó hơi lắc luôn á nha khá là lắc luôn mấy trăm binh á rồi lên vô game chưa vậy rồi rồi em đặt cô em ra em thủ đi chứ à. rồi cô ra hủ Không có đặt chỗ này được. Cô cô hình như là cô cô đánh quái bài phải đặt trên cái bục nè. Đặt trên mấy cái bục á. Cô cô này là cô cô ba sao anh em ạ, level 1 luôn. Mà sao bả lên cấp 4 rồi ta? Ai làm gì lên cấp 4 em? Sao em lên được cấp 4 vậy? Để mình mở khung trái anh em mà leader. Cho chung với leader chỉ có mở khung chat lên nói chuyện thôi. Tắt cái bên này đi cho nó dễ nhìn ha. À, em làm coi em giải thích coi lý do tại sao em lại lên được cấp 4 vậy. Không biết luôn. Để mình à, để mình coi thử coi đép được không em mà chứ để mình đép level 1 35 dam. Con quái sáu à, 6 mấy dam á. Thôi để để leader dam mọi người rồi. chứ mình dam làm gì? Ủa đặt được hai con luôn, quay hai đặt hai con luôn ghê ta. Quánh có chết nổi quái không? Ghê vậy để mình quên mở thì quấn lên nhé mọi người mở quấn lên nha mở uh, mở lâu đi để hai thì nó nó lát lắm tí nữa mà con cu cu của mình nó ra nó lát lắm đánh không có được bây giờ thì uh, nếu mà muốn chơi game này lại thì mình ít nhất là mình phải cài liên tục 3 ngày anh em ạ à, để mình có được uh, một ít nhất là ngọc này vừa ngọc và vừa kim cương nữa tại vì cái map map kia bây giờ đi thì uh, kiếm được uh, vừa kim cương vừa ngọc chứ uh, đúng rồi vô kim cương với ngọc có đam mà ừ uh. đánh gì là chừng nào chết em cái nhà 544 trăm méo của mình một mình mình à thôi để mình thảo, mình đặt ra mình... thôi giờ mình không lại mình, mình đặt ở dưới mình thủ mọi người à cho ở leader, trên, leader đánh đi mình đặt một coi dưới đây rồi mình thủ ơi đặt dưới đây mình thủ đi ok đó cho leader, cho leader thể hiện chứ, mình đã chứ có gì đi qua mình đánh phụ thôi. Chứ cái game này là leader gánh nha mọi người. Leader là là dân á để mình kể cải cho anh em nghe cái sự tích mà cái tên leader nha. Thì cái cho ai cá, xưa cha là cá. Ai muốn vô tripper, muốn mới vô tạo map á là dân á. Nó nó dành cái chức gọi là gì ta? Kêu bận quên mất tiêu kêu bận gì ta? leader đúng rồi leader của team á, là ai muốn vô hay là ai muốn lấy đồ hay muốn làm gì á là phải hỏi danh anh em ạ. À. Chứ mà không có lấy bừa được lấy bừa nha nhân chữ chết. Nó xong rồi từ đó là cái tên leader được ra. Leader đọc thường việt thành là leader anh em ạ. À. Cái tên đó là do bác tô đặt nha. bác tô là chuyên gia người đặt tên luôn. Mình coi tên của mình cũng từ bắt tô ra thôi. Rồi đặt thì nâng cấp lên đi chứ đừng có đặt nhiều con nữa, em nâng cấp nó lên. Nâng cấp nó lên, nâng lên cho mất tắt luôn. Chứ đừng có đặt ra đặt, đặt đặt 8 con ra đánh không như máu nữa Đó này thấy chưa? Mà là mình chỉ gọi là leader nói là leader để leader đặt ở trên. Mà mình là mình phải đặt ở dưới mình thủ thôi chứ mình đâu dám đặt trên đâu, đặt trên đi đâu chấm cho. Đó, mình chỉ mình chỉ biết đặt đặt ở dưới thôi anh em ạ và nữa mình làm mấy cái con này ra nữa hơi lắc mọi người à delay quá à không biết là đang là bao nhiêu bên nhưng mà nó khá là lag khá là delay luôn á <laughs> nhấp vô không được luôn nè <cười> <cười> giờ mình muốn mình giờ mà mình muốn chơi lại game này là mình cài khá là nhiều á mọi người những đánh leader đánh gì sau để quái chạy xuống dữ vậy ừ em phải đứng giữa đường em cản lại nè em đứng ngay này nè em cản lại cho đừng cho anh đi em đứng em cản quá lại nè đúng không đúng em đứng em cản quá lại nắng con nào lên chưa trời ô ghê thiệt bốn mươi bảy đam luôn anh em à cái con này hồi xưa là ai cũng có hết á lúc mới về tạo đi đâu không có quay gì hết hay sao á đúng con con À, tới cái chuyện mà hỏi tại sao lên được cấp 4 cũng không biết luôn là chịu rồi à, mọi người làm sao lên được cấp bốn em, đâu em uh, lật não em suy nghĩ là coi làm sao lên được cấp 4 thì <laughs> em lát quá anh em à. Trời ơi ô thiệt có guku luôn con này hình như là phải quay á mọi người con guku phải sao là phải quay đúng không ta mới đầu vô nó chỉ... gì con naruto mới đầu vô hình như nó có cho con guku à, anh em mà nó đâu có cho con naruto à đâu Trời có đầu môi luôn, đâu ra mấy ba sao hết vậy vậy quá Để mình ăn con này lên tắt nữa thôi, nó vậy là nó đẹp rồi mọi người à Thôi nhìn leader mình à, nản quá mọi người à. không biết là đi được tắt bao nhiêu đây nữa Chứ cái cục tạ này nặng quá là em hiểu không? Mình vừa chơi mình chơi game bình thường á, mình, mình cầm chuột bình thường mình chơi là đã thấy mệt rồi mà giờ mình chơi game mình phải đeo cục tạ vô tay nữa. Cảm giác nó rất là khác mọi người ạ. À. Ghê thiệt chứ. Được 2000 đam rồi kìa mọi người, giỡn nữa. 3000 3000 đam rồi. Để coi tí nữa <laughs> đưa được chiêu đam nha. Tí nữa mình mình tí nữa mình chắc mình đặt ở khúc dưới đây đi, cho leader ở trên chơi của mình đó giờ mình tí nữa quay bay ra không mình mình đặt cu cu ra mình đép là leader không chơi được đang suy nghĩ sao lát quá anh em ơi hơi lát rồi đấy đã kêu là luyện đi rồi hãy vô chơi cấp 4 rồi vô giác infinity mà nói chung đi với mình á là bèo bèo mà mình chắc mình cũng đi được sáu chục á chơi vậy là hơi ngờ hết thấy đi được sáu chục kì mới mốt đi mình đi không được cái ủa ừ, sao kỳ vậy nữa mở quái ít lắm mọi người con này chắc đép năm giây đép khỏe không ta đúng rồi năm giây chắc đép ổn mà đúng không nói thiệt sự là hôm nay mình chút có đi mọi người ơi chắc đép ổn mà đúng không Nếu muốn chắc chắn thì mình nâng một tắt nữa cho nó cũng được nhưng mà thôi chắc khỏi đi ha nó tắt rồi đi thì có một mình mình à nó cũng tính đa nó cũng tính máu quái là hai người mà mọi người nhưng mà bây giờ chắc là dễ lắm rồi thế là ngồi nghiên cứu coi cái con của em đánh sao vậy trời ô chưa mát nữa nâng một con mát trước đi <laughs> la hết chết rồi cu 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 gì à? chắc ra củ vĩ luôn nè mọi người đúng không thấy đỏ đỏ rồi nè quay 12 rồi hả? mười 12 rồi. Chắc mình sẽ đợi dưới đây đi ha. Đặt hộ ở dưới đây đi. Mình biết chắc là đặt ở dưới đây ra tí nữa nó đánh không có ngon lắm nhưng mà thôi cậy. Không mà đặt đây nó đánh hết quái của leader luôn á. Để chờ xíu đi. Xíu đó mọi người. giờ là tụi nó đi tới đam mà tính bằng tỷ không rồi chứ không có tính bằng mờ nữa mình giờ là có mình là cùi bắp thôi mình đã cùi là mình còn leader còn bắt phải kéo đi nữa em lát quá ta không nâng cấp được luôn á delay kinh khủng luôn á Ồ, oh, quên, quên leader có Goku mà đép được quái bay quay 14 easy gì anh em à. Không biết quánh nổi không. <laughs> Đó, mát rồi nè thấy chưa? Thấy Goku mát chưa? 75 dam nè. Giỡn hoài. Lát quá. Chắc mình ăn ở dưới đây cho nó nó hủ thôi tí nữa khi nào mà leader đép hết nổi mình mới hủ anh em à cho leader kiếm đam đồ uh, có kim cương đồ quay nhân vật đâu nha chưa giết được quái bay luôn hả ghê vậy chưa giết được con quái bay nào luôn đang binh đang bao nhiêu để mình coi thử hết anh em lát quá 600 binh là heo Hèn gì nó lát lúc mà mình thích con này lắm nha nhưng mà khi mình lấy xong rồi mình lại nghĩ mình không chơi nữa nè nó được mưa mười mưa gì 11 một ngàn mười hai ngàn đám rồi gửi thiệt trời nó lát mình nghi mình sợ bay game quá mọi người ơi chắc mình sẽ đặt một con cu ra nhé một con cu ra cho nó đép cái bài thôi chứ leader không đép với bài được mọi người ơi của cô ra cho nếp cái bài Máy bài nhiều quá rồi <laughs> Để coi tí nữa nhớ <laughs> được nhiều đam nha anh em Thì chứ núp mình đã đáng lẽ là phải mở mic lên cho nói chuyện với người ta Hả núp rồi mà con không chịu mở mic lên nữa Khổ Ờ, nó ở nơi con này đánh sao con kia đánh sao chứ nó đi tới con cu cu của anh giết hết rồi em thấy không còn gì nữa đâu đó đi tới cu 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 giết hết rồi còn đâu nữa em trai coi thử rồi mình kéo bỏ đi được tới quay bao nhiêu nha mọi người con cái con này ranh kinh dị thì chứ mà để mình quên mình cầm con búp ranh theo nữa trời ơi nó đánh con này năng mát nó ranh 100 nè nó đánh nó múc trên đây luôn hỏi ồ mình đứng ở dưới thôi cũng hay dân chưa có con năm sao nào hết mà bởi vậy phải có, có kiếm con năm sao ta, ta đem vô nữa kìa mới uh, chai chơi được chứ chơi chơi cu ba sao chết rồi con cu năm sao không ai chơi leader chơi ba sao luôn giờ dạ, chắc tới uh, quay bốn chục mình mới đặt uh, cái uh, cái con râu đen rồi quá nè tới giờ là cho leader tới chơi tới quay ba uh, chín đi bốn mươi mới làm mình chơi nha mọi người giờ dạ, cứ để tiền ở đi tiền chưa cần làm gì hết quái bay mấy cái quay quái bay này thì bình thường Mấy cái quay này quái bay mấy trăm máu à? hả nhầm nhò hết Coi đi leader được mờ đam Mà chắc không nổi mờ đam quá à Dữ lắm chắc trăm ca <laughs> Dữ lắm được trăm ca đam à. Rồi ngồi nghiên cứu luôn Ngồi nghiên cứu mấy con này luôn rồi ghê cho anh em thấy đặt không nó đây con đây con nó 18 đam 28 đam 46 đam, đam. <laughs> Ghê quá dơ nó lát quá mọi người ơi ngàn binh rồi đó chắc luôn game dạo này chán quá như bà không để autonet hay gì ta Thôi ba chục ngàn lắm mới kìa Trời ơi hơn hơn trăm ngàn hả à. Vậy là hơn trăm ngàn chắc rồi Đi đâu này kêu uh, cho chỉ em chơi chung Chỉ em chơi với mà không mở mít tương tế gì hết à. Giả bộ mở mít cái rồi dân vâng. Giả bộ mở mít alo lên cái ơi Hey cái bộ mà mít alo coi Cái hả mà mất alo coi hả ơi <laughs> Không em <thêm> nói <laughs> khổ, hả quá, 40 mình. mình đứng Mình chơi chơi thôi mình cũng hả gần hả 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 rồi Ồ, mà đây nó đang mở auto nét mà sao nó nét chậm quá ta à, đây em thấy con gì này hay gì Vegeta Vegeta mặt đỏ lên em giờ phải chơi con ba sao mà em nâng lên cấp 80 nữa kìa người ta mới sợ này cấp một không full cấp 1 luôn trời ơi. Nhìn giống không mọi người? Đó, cô bốc lửa nữa không? Mình cũng cô cô bốc lửa nè. Đi trang rồi không? Có điều cái là cô mình gấp khoảng mấy trăm mấy ngàn lần rồi Như ta. Con cô cô này năng bút đa bên nữa là khoảng 150k đam Con này 72 đam là gấp nhiêu lần mọi người <laughs> Rồi rồi rồi, cái này chắc là đeo được uh, khoảng uh, hơn trăm ngàn đam thôi mọi người À <laughs> <laughs> đặt hết ra đi em có con gì đặt hết ra đi em chứ ngồi chờ đợi gì nữa đặt hết ra đi hết tiền rồi hả <laughs> hết tiền rồi không nhìn là biết hết tiền rồi làm gì còn tiền ở đâu đặt à, đó sao nhìn lên đặt cho mọi người <laughs> đặt con cách bỏ 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 hai ô đặt ra con <laughs> đặt kiểu gì đi chơi chung với người ta chắc tao quánh chết <laughs> vô ừ, được sáu hai gì lộ? đúng rồi sáu hai k rồi sắp được trăm k rồi cố lên em có thấy người ta đặt cho mọi người móc là phải đặt như vậy nha đặt con xong rồi cách khoảng hai ô đặt thêm con nữa nó đặt vậy cho dù mình xài bút đam á mình dễ nhìn thấy không nó không có khuất nữa nên, cho chung với dân dân kêu hai bút đam hay khuất lắm mình mốt phải đặt vậy nè nó không có khuất bút đam dễ bấm nữa không đặt bút đam khuất, khuất khó chịu <laughs> hôm nay mình bỏ lâu quá mình qua mình không biết cách bút đam của dân nên em mà mình bút chuyện hỏng nha bút hai 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 bốn cặp Ủa thấy, thấy đam ta lên ly lệ luôn nè nó thấy đam nhảy ly lệ luôn đó nó đam lên ly lệ luôn kìa giỡn hoài có cần đặt thêm một con nào để thủ không ta sợ vỡ nhà hào á chắc không vỡ nữa đâu tụ đánh con này còn một máu luôn nè giỡn nữa nè đâu đánh con này còn một máu nữa nè Trời ơi, cái con đi tới cái con uh, lão hẹn bánh cái chết hết Cái con đó là cái con cô nan mà dính nó cứ kêu lão hẹt lão hẹt rồi bị nhiễm mọi người à Con đó là con cô <laughs> Lão hẹt gì mà lão hẹt Quay 29 rừng 30 à, nhanh nhỉ. Đi cái này nếu mà tới quay 60 luôn mình nghĩ chắc tầm khoảng 40 phút có. 40 phút với mọi người, không 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 nhanh được đâu. 300k tiền rồi. Mà có ông già nữa chắc đặt Coi thử chắc tao quay sau mấy mình mới mát nổi á, nhưng mà bây giờ một tí nữa mình phải đặt hàng Goku cho nó thủ trước. Goku với Buddha. Ôi trăm ngàn rồi Được trăm ngàn rồi Trăm ngàn rồi kìa em Chỉ lực máy kìa em Được trăm ngàn đam rồi kìa em Chính bốn ngàn rồi kìa Hình như kéo cái này là đi được quay cao thì hình như là lên đây con quái nhiêu đôi máu à? 10 ngàn máu à Ôi, Chết rồi Chưa coi được bao nhiêu máu ấy chết queo rồi Ui, nó lát Wow, lát thế nhờ con 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 boss chứ là con quái bay hai ngàn máu rồi anh em để mình nặng con Goku lên miếng nha 2 con Wukong lên cho nó đánh chết với bài chưa có dĩa à Ồ oh, đánh con sâu lưng kìa Đúng rồi Ồ oh, không đi luôn Được 115.000 đam rồi nè Dìu quá tí nữa kéo xong nhớ chia 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 đam nha đây đâu chia kim cương nha Đồ kim cương nhiều lắm đấy, em lắc rồi anh em à bắt đầu lắc rồi sao quái là thưa thớt vậy ta chắc là mình về đi mọi người ừ, về đi sợ bẫy nha <laughs> mà mà nâng về là khúc chơi là Đúng rồi khúc chơi lên ra còn chơi được không sao nâng máy lên là con guco nó quánh tới trên luôn á không được giờ quay ba máy mà sao ít hư quái quá ta con này nó đánh đâu tới khúc trên được đâu, nó đánh tới ngay này à. Con lão hạt nó quánh hay gì á, khúc này quá chết hết rồi nè. Ô. Oh. Má má nó tướng nha em. Má nó tướng chưa? Chưa má nó tướng nữa. leader gà thiệt chứ. <laughs> ghê thiệt giờ <laughs> không biết nó máy tạo nó còn cho con Goku ba sao gì nữa không á mới tạo mà nó còn cho con Goku ba sao vậy là đúng cùi luôn á hết nó hết lính rồi nè kỳ vậy sao hết lính rồi nhờ hết quái rồi ó, anh em thấy thằng Long gì chân mày sâu rớm đâu. này đó phải thằng Ly không? À, nhảm nhảm nhảm, bình lắc quá, <laughs> bình lắc quá mọi người ơi! nghiên cứu gì ơi <laughs> nghiên cứu gì em <laughs> đi biết mắt này mắt mới luôn á nha vô chọn mắt mới đi luôn á ủa gần 200 trăm ca rồi kìa của mình gần 500 trăm tiền rồi nè mọi người cái là quay 40 là bắt đầu mình là hero của mình ra nha tại lúc đó là quái bắt đầu câu quên rồi đó đây hết chai rồi đó lúc đó là đó bây giờ 7.000 đam 7.000 7 gọi là 7 ca máu một con rồi mình không đặt ra là nét nhà đấy Đó chắc là giờ mình sẽ đi đặt rau đen được luôn rồi mọi người ơi bắt đầu quái nó trâu lên rồi có mình rồi Xong là nát nhà đấy tay nhà nát cửa coi thử coi ơi, mình kéo đây ra được tá quay bao nhiêu nha mọi người lắc thật sự nó không nâng cấp được luôn á Khó chịu ít nhất, nhất là vậy à tí nó không biết bút đam kiểu gì luôn á hay là mình mình chọn cách bút đôi thôi rồi xong rồi xong nghe có mùi đít game rồi đó chắc là khoảng 10 ca bin rồi đó đặt mấy con này ra thôi cũng khó khăn nữa tí không biết muốn đam sao thiệt luôn á giật 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 đặt ra được đặt được rau đen rồi được rồi anh em đặt được rau đen rồi đó nó nó, nó cạn là bớt rồi sáu con rồi đúng không Ai con nó kia con nữa đó. Cái này là đi chơi cho vui thôi nha mọi người, đi kéo đi chơi cho vui thôi chứ mình không có gọi là đi top hay là gì hết. Cái đội hình mình cũng không có top nổi đâu. có thử coi mình kéo đi đơ là tao quay bao nhiêu thôi. À, chắc mình đã xem vàng Goku mình để chỗ này đi hò mình bút đau cho lên chơi với anh em mình đặt trước nó đi cho nó hủ cái đã Ủa không sao luôn kìa. phải đặt từ đây đi thằng cái này đi đặt lấy ca rút đam cho mấy con của này chay chứ à. Lát quá à Không cắp được chắc đi quá thôi nó cắp được con rồi được rồi Thật là hiếm nữa Trời lát kinh dị luôn á coi như binh vậy trời Thôi không, không thèm chết đâu Thấy bên mất công quảng hốt nữa Sợ hãi cái kiểu Ủa, bấm lộn Đói. Thấy nó nha em Thấy cái con của ta chửi camera chưa Cô, Cô cứu trưởng K-12 chưa rồi cứu cứu em Quấn Trưởng cái chết hết thấy không Phải đặt đây là hồi bút đam Cho dân trai con trai với anh em mình thì mình không biết cái cách bút uh, giống danh thôi chứ bút hai 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 được nhiêu hay nhiêu thôi to bốn trăm rưỡi ngàn tiền mà đạt không được tám con cu cu luôn rồi thiệt được đạt có bảy con mát luôn á gớm thiệt chứ rồi giờ mình đặt bút đam nha lâu quá rồi không biết đặt bút đam kiểu sao luôn mọi người cho mình đặt thế này đi ha từ, từ trên mình đặt lên thôi What? không nâng cấp được luôn gì đấy lắc dữ vậy vậy là hồi 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 bút đam hộ luôn á thiệt không thể nào bút đam được à, là ở đây ha mình chỉ biết đặt bút đam vậy thôi à, anh em à chứ mình không biết đặt uh, kiểu kia nữa rồi không biết cái kiểu của dinh hay đặt quá. cây thế nhỉ gì đâu á má rồi hả ô oh, ghê vậy má rồi đó đấy anh đặt có đam ra cái Đồ, nó lát quá em ô lát mà mình còn để hiệu <laughs> banh nhà lòng thiệt chứ nó đặt ở đây con luôn nó bút hết luôn xịn liền Đó thét của đam nha Ồ oh. nó bấm vào trường nào bút ta Ủa, quất búp hả ta à. <laughs> nó không nè <bút> <laughs> mọi người nghe mình bấm không nè à mình bấm cạch 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 luôn nè nó không búp nè đó nó bút rồi mọi người mừng quá mừng quá đó mừng quá anh em ơi đó nó búp đam rồi nè thấy chưa Chắc cha đặt ngu rồi đó được hết rồi nè thấy chưa để mình lít cho cái con bút đàn mày cái đặt lẩu hạt anh em ạ à. à Khốn. Ô, nó lát kinh khủng luôn á thế lại lâu lắm á mình không đi solo thử giờ mình đi solo thử coi mình đi được bao nhiêu đam nha anh em đi thì bỏ qua bên đi đừng tính tính làm gì mất công <laughs> đúng không em tính em chi gặp đã lát rồi mà phải uh, uh, nâng cấp 6 cái nó mới mát đây chứ mình còn già không già râu nữa anh em à không già râu không biết mình có đặt ra được khôn nữa ờ à, đam được là được không sao anh em à bút đam được là chơi được đúng. Đó, đi đây là coi coi con con hero em được nhiêu 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 đam. Nhiều không? Còn con nữa hả? Hình như là hết rồi đó, khỏi full rồi né vậy đó ra em né hai cái con của đam ra anh không thấy đường khuất là không bấm được rồi có bút không vậy đồ heo lát nữa rồi bực thiệt luôn á còn cái này là do mình đặt ngu chịu anh em đó ra Cái này không biết nâng cấp nổi không Nâng cấp được con nào hay con đó nha Con này cũng mạnh lắm, nâng cấp được con nào hay con đó thôi Được máy rồi Oh, oh, oh tắt hiệu ứng, tắt hiệu ứng, tắt hiệu ứng, ứng mọi người Cho mình tắt nha Ông già đánh bay máy á Lắc lắm, ông già đánh chịu không nổi đâu Ông già đánh là đi xa luôn á Trời nó lát Khóc thiệt chứ hả, mà mình nói có chục chín chục mờ đa mà ít vậy. Nói chín chục mờ đa mà anh em à. Mình tắt hiệu ứng nha mọi người chứ để hiệu ứng chị không nổi đâu. <laughs> giờ đứng bút đam thôi hy vọng mà nó đừng có lát cho mình bút thôi anh em ạ à. cái hàng nào nhắn tin facebook hoài ta đó Rồi, một ông già mát nữa nè đó ngon liền ô quay năm bảy rồi ghê vậy ta hồ leader được gần được 500 m đam rồi anh em ạ à. Hiểu quá leader được 500 m đam rồi ơ kìa có lát nữa quan trọng là cái con cu cu này nó cần được nó cần có bút đam mình cứ lát hoài à các bạn thế nào họ cũng bút lộn cho coi nè mình đi mình mình thích đam quá ta đi với... Uh... rồi xong rồi xong <laughs> Laser đã đi rồi anh em à. <laughs> má chịu nổi bay em ơi. Má chịu, mới mới chịu nổi bay em rồi anh em ơi. À. cài bay đi mà để mình đi nói luôn nha mọi người. Nói vậy. Nói rồi, chịu sao mà nổi. Bay em liền. Ủa. con cu cu nó giết được quái quái bay quay 58 không vậy? What the hell? Thôi <laughs> rồi, bay game, bay game liền. Chưa đâu hấu. Đây, nó giết rồi quay bay quay nó đi nó chưa giết được còn con kìa từ 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 anh em ủa ủa sao nó không cho mình chết tu money gì đó Coi Bảy nhà rồi Đâu quay 60 anh em à <laughs> Đúng rồi lại đen lắm Nói rồi tắt hết hiệu ứng đi Chứ là nó bay màu em đó Thôi chứ cái video này mình sẽ kết thúc từ đây thôi anh em mà Kéo leader đi đã cuối cùng báo được gì hết á Bay game coi như là mất hết anh em à Bay game là không được nhận gì hết luôn á Chứ có khi nào mà còn ở trong game thì mới nhận được Thôi chắc là cảm ơn em đã bỏ một chút thời gian để xem cái clip sau xíu này của mình nhé hẹn em với clip sau bye bye <laughs>